quả của cái trận lũ lụt hôm qua tại thành phố Tây Nguyên anh em ạ. Thật sự là rất là thương xót. Rất nhiều xe ô tô bị ngập ở cái tình trạng là ngập lên đến nửa xe, bị ướt hết sàn xe. Có những xe thì đang đi thì còn chết máy và bị trôi. Rất là cái thiệt hại rất là nhiều. Với những chiếc xe mà bị nhẹ như này thì chỉ cần giặt sàn và vệ sinh lại là xong, nhưng mà có những cái chiếc xe thì có khi phải làm lại đấy, cái điều mà không ai mong muốn cả đó. Cái trận mưa cũng như là ngập lụt tại thành phố Tây Nguyên ngày hôm qua cũng rất là lớn đấy. Thì bên mình từ hôm qua giờ tiếp nhận cũng phải là tầm chục xe rồi, cũng làm cũng giao vài xe rồi, còn vài xe bây giờ hiện tại đang làm đó. Đấy, thì anh em nào mà quanh khu vực Thái Nguyên xe mà gặp cái tình trạng mà bị ngập nước thì em mời qua Akala Thái Nguyên thì bên em sẽ có những cái giải pháp xử lý cho anh em tốt nhất, sạch nhất đấy, và đảm bảo nhất anh em nhá.